hai tomes la khnan tae an mna ah oh my goodness god it decorates so nice is it real looks real it does it is real yeah it's real ah it's real this is so pretty beautiful bowl yeah đi nơi Tyson Corner nơi mall miền Tí nơi gallery Tyson Corner Tyson 1, this one is Tyson 2. So, I'm going to jump my shop in brand name, like Louis Vuitton, Chanel, Hainang, Coach, all this brand name and expensive item you love money. Yeah. Huh? Just stand by the escalator. People walk. Okay. Don't report people. Come down here, okay. Here's a Gucci right here, right on the escalator. Run the jump my mountain chiang. Later, you have to wait like an hour before you get in, okay? You know? Mun nang chou sa muoy muoy a trâu hen sen a thai hai tới ke đak telephone jeung ke text ao jeung pel dae ruoch hai na message nang mo mien ke khieu ke chou ke chanh mo neak tatuol khieu pi neak tiet pi neak chanh pi neak chou chong yeah okay nyum dae te mok ha thai mơ okay jeung puok nyum mo tam pi pralam mai ke nya khuoy man so I'm just not saying it a lot more wow thấy chưa à tinh thì văn đa rồi tinh cái bộ nâng mà nông phục lộ nó cái miền ta mà phay buôn cái bộ hay nấu xa nấy miền mùi chẳng tới toàn là rất mọc thì phải lâm tiền mà trống chua là mà mau bàn bàn chầu rồi tinh bàn hơi vui sát mà tên luôn ạ chơi chặt ngặt nghiêm tay là lớn nè còn là mau tập tập và màn xong rồi mình to lan cho xa mùi mùi chả where did we park downstairs right we can go over there kinh tế này thang decoration chnam ni doy at khoeng ay doy at phuen che cha ja only a little bit decoration okay chua chang ai meu pa nang ai ya mien ai te ni na gallery Tyson corner 2 okay so that's it we got what we want so we're going to leave which way we can go back